Chiều ngày 21 tháng 9 tại Singapore diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2021. Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng B với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào. Trong khi đó, bảng A là nơi quy tụ các đội như Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore. Đông Timor và Brunei sẽ đá play, họp để chọn ra đội còn lại. Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam có thể xem là vừa sức về mặt chuyên môn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi rõ ràng các đối thủ đều được đánh giá yếu hơn chúng ta. Tuy vậy, việc phải đối đầu với các đối thủ nổi tiếng chơi bóng cực rát và thô bạo như Malaysia, Indonesia hay Campuchia cũng mang tới một sự lo ngại lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang gặp một cơn bão chấn thương thực sự. Vậy nên, vòng bảng AFF Cup 2021 hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tham vọng lớn hơn của chúng ta là vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hiện tại, Đội tuyển Malaysia lẫn Indonesia đều rất muốn trả đũa đội tuyển Việt Nam sau nhiều thất bại liên tiếp mà hai đối thủ này phải nhận trong những năm gần đây. Đó là còn chưa kể đến quyết tâm muốn thắng Việt Nam cực lớn của gã hàng xóm Campuchia, đội bóng sở hữu lối đá cực kỳ rát và khó chịu không kém Indonesia hay Malaysia. Vậy nên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì có vẻ như bảng B không thực sự là quá đẹp với đội tuyển Việt Nam, bởi lẽ trong bối cảnh mà thầy trò huấn luyện viên Park còn cả một chặng đường vòng loại cuối cùng World Cup 2022 quan trọng hơn ở phía trước thì lối đá thô bạo của các đối thủ tại AFF Cup chắc chắn sẽ mang tới nhiều hệ lụy. Tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch giải đấu. Chúng ta từng lên ngôi vô địch hai lần vào năm 2008 và 2018. Trong khi đó, Thái Lan giữ kỷ lục là nước vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần nâng cúp.